Rất vui được gặp quý vị khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui. Và trong chương trình này, chúng ta sẽ được gặp các bác sĩ, chuyên gia y tế và các vị khách mời để trò chuyện về những chủ đề liên quan đến sức khỏe mà quý vị rất là quan tâm. Với chủ đề ngày hôm nay là về sức khỏe sinh sản, thì có lẽ rằng một người phụ nữ không chỉ quan tâm đến việc khả năng mang thai của mình như thế nào, mà còn là việc chăm sóc sức khỏe trước và trong quá trình mang thai. Và với chủ đề này hôm nay, thì chúng tôi xin được giới thiệu sự có mặt của hai vị khách mời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Ngân Hà, Phó trưởng khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Và vị khách mời thứ hai của chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chị Vũ Hương Mai, hay còn được khán giả biết đến với một cái tên quen thuộc hơn là Mai Tình Yêu, một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chị Mai ạ. Em được biết là chị đã có những cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng trước khi sinh em bé, và cụ thể ở đây là việc mà mình đi khám sức khỏe tiền sinh sản. Vậy không biết là có một cái lý do gì, có một cái động lực gì để chị chủ động trong việc này ạ? Cảm ơn câu hỏi của Mai Anh. Trước khi mà vợ chồng tôi có một cái thai kỳ thì chúng tôi cũng tìm hiểu các thông tin ở trên mạng xã hội và cũng có thấy nói đến cái tầm quan trọng của việc mà đi khám sức khỏe tiền sinh sản. Cho nên là chúng tôi cũng có thực hiện việc đi khám sức khỏe tiền sinh sản và cũng có những cái việc mà để chuẩn bị cho thai kỳ của mình. Có nghĩa là mình đã nhận thức rằng đây là một cái bước cực kỳ quan trọng và không thể thiếu để có được một cái thai kỳ khỏe mạnh. Và cũng giống như là chị Mai, đây là một điều mà rất là nhiều chị em quan tâm. Nhưng mà có lẽ rằng để mà bóc tách những khái niệm đi, là việc mà mình đi khám sức khỏe tiền sinh sản là gì và tầm quan trọng của nó như thế nào, thì có lẽ là mời bác sĩ sẽ giải thích lại cho quý vị khán giả. Như chúng ta đã biết, với xã hội hiện đại, mỗi một gia đình thường chỉ có từ 1 đến 2 em bé. Và càng ngày khi mà cái xã hội càng hiện đại hơn thì cái việc nhu cầu sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh là nhu cầu rất là cấp thiết đối với mỗi một gia đình, mỗi một xã hội phát triển. Chính vì thế mà cái vấn đề khám sức khỏe tiền sinh sản càng ngày càng trở nên quan trọng. Vì khi chúng ta khám sức khỏe tiền sinh sản được tốt thì cũng sẽ góp phần tạo ra một cái thế hệ trẻ sau khỏe mạnh và sẽ tạo cho xã hội một cái lực lượng lao động rất là mạnh mẽ về sau. Dạ. Để cho xã hội phát triển sẽ tốt hơn. Vậy cái thời điểm để mà mình đi khám sức khỏe tiền sinh sản thì với chị Mai, chị lựa chọn thời điểm là lúc nào ạ? Với cả vợ chồng Mai thì việc thực hiện là khoảng 3 tháng trước khi chúng tôi dự định có bé. Ra thì chúng ta cũng nên hiểu rộng hơn, có nghĩa là cái việc khám sức khỏe tiền sinh sản, có lẽ chúng ta cũng chọn cái thời điểm chúng ta khám sớm hơn, có nghĩa là trước khi chúng ta quyết định đi đến hôn nhân. Dạ. Thì chúng ta cũng nên đi khám để xem là cả mình, cả chồng có những cái vấn đề gì nguy cơ hoặc là có vấn đề gì đặc biệt về sức khỏe hay không. Bởi vì như chúng ta đã biết, trong cuộc sống không phải chỉ mỗi vấn đề về sức khỏe tiền sinh sản, mà tất cả mọi vấn đề khi mà mình có sự chuẩn bị tốt nhất thì cái hiệu quả nó sẽ đem lại cao nhất. Vậy liệu chúng ta có một cái khái niệm nào gọi là cái thời điểm vàng để mình đi khám không ạ? Ở nữ giới thì khoảng 18 đến 20 tuổi chúng ta cũng có thể đi sàng lọc tất cả những cái yếu tố liên quan đến phụ khoa, phụ nữ, và chúng ta khám định kỳ hàng năm, loại trừ tất cả các nguyên nhân liên quan đến viêm nhiễm và những cái bệnh lý về nội tiết của phụ nữ. Có một câu nói rất hay là chỉ có chúng ta mới hiểu là cơ thể của chúng ta cần gì, có những vấn đề gì. Chúng ta càng biết những cái vấn đề mà cơ thể chúng ta tồn tại được càng sớm thì chúng ta càng có sự chuẩn bị tốt hơn cho cái quá trình mang thai và sinh nở sau này. Thực sự là có lẽ là nghe đến điều này thì rất là nhiều quý vị khán giả cũng như là Mai Anh cảm thấy là hơi bất ngờ, bởi vì tôi cứ nghĩ rằng là việc mà chúng ta đi khám sức khỏe tiền sinh sản, đúng như chị Mai nói, là cái thời điểm mà trước khi mình quyết định có em bé cơ, chứ không phải là ở cái độ tuổi, cái thời điểm vàng là từ 18 đến 20 tuổi. Thật ra thì khi mà chúng tôi làm chuyên môn ý, chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều những cái bạn khoảng 18, 20 tuổi. Nhưng bạn ấy cũng đã có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, nhất là u xơ tử cung, u buồng trứng hoặc là rối loạn kinh nguyệt. Mà những vấn đề này thì có thể phát sinh từ rất là sớm chứ không phải đến cái lúc đấy. Cho nên là theo quan điểm của tôi thì phụ nữ càng sàng lọc sớm càng tốt. Vâng. Lúc đấy thì mình cũng sẽ có thể nắm được cơ thể của mình nó có vấn đề gì không. Và khi có vấn đề thì mình sẽ có cái phương án xử trí sớm và tốt nhất, thì nó sẽ hiệu quả nhất cho cái quá trình mà các bạn mang thai và sinh nở sau này. Dạ. Một sự chuẩn bị chu đáo thì cũng không bao giờ là thừa cả. Tôi lại tò mò một chút với chị Mai ạ. Không biết là cái quá trình khi mà mình kiểm tra sức khỏe tiền sinh sản thì gồm những cái bước như thế nào ạ, mà chị đã từng trải qua ấy? Hôm nay khi mà gặp bác sĩ Hà và nói về chủ đề này chuyên sâu thì Mai mới thấy là có thể là mình nghĩ là khám sức khỏe tiền sinh sản, nhưng mà có lẽ là khám ở mức độ rất là sơ khai. Thì Mai chỉ đi là khám phụ khoa. Đấy, và sau đó thì cũng có kiểm tra máu. Đấy, tức là chỉ có hai bước đấy thôi. Chỉ hai bước đấy. Hai bước đấy đã là đủ chưa ạ? Khi thăm khám sức khỏe tiền sinh sản thì bao giờ cũng sẽ khám cho cả nam giới và nữ giới. Đối với riêng phụ nữ thì những bước quan trọng bao giờ cũng là khám, thăm khám, hỏi bệnh về cái chu kỳ kinh nguyệt, hỏi về cái sức khỏe bình thường
của bản thân người nữ giới. Dạ. Sau đấy chúng ta có thể lấy tế bào âm đạo sàng lọc tất cả những cái vấn đề liên quan đến phụ khoa và ung thư cổ tử cung. Và siêu âm, phương pháp sàng lọc di truyền là để xác định xem ông bố và bà mẹ trong cơ thể có mang những cái đột biến liên quan đến di truyền hay không. Vì cũng có những trường hợp đa phần 70-80% là chúng ta có một kiểu hình rất là khỏe mạnh bình thường như này, nhưng trong cơ thể chúng ta có tiềm ẩn mang những gen bệnh. Và khi cơ thể của bố mang gen bệnh gặp cơ thể của mẹ mang gen bệnh sẽ sinh ra những đứa con bệnh. Chính vì thế đây là một cái phương pháp chuyên sâu và bắt đầu được quan tâm đến trong khoảng một vài năm gần đây. Nhưng cái phương pháp này thật ra cũng rất là quan trọng, đặc biệt đối với những cái gia đình mà có tiền sử trong gia đình có người bị bệnh hoặc mang gen bệnh, thì cái việc này cũng rất là nên làm để chúng ta có thể nắm được trong cơ thể của chúng ta có mang những cái gen bệnh, đặc biệt là gen về thiếu máu hoặc một số bệnh chuyển hóa hay không, để chúng ta có thể dự phòng cho thai kỳ. Nó còn có một cái khía cạnh nữa, đấy là chúng ta sẽ xác định xem trong cơ thể chúng ta có mang những cái gen tiềm ẩn mà có thể gây ung thư sớm hay không, đặc biệt là ung thư vú và ung thư tử cung. Chúng ta có mẹ hoặc là chị em gái trong gia đình bị ung thư vú, chúng ta rất là nên làm việc này. Vì qua đó chúng ta có thể xác định xem là cơ thể chúng ta có mang cái gen tiềm ẩn gây bệnh hay không, và chúng ta sẽ có một quá trình theo dõi đặc biệt để tránh, có những cái biện pháp để hạn chế việc xuất hiện cái ung thư quá sớm. Thực sự là một cái phương pháp mà mẹ nghĩ rằng sẽ mang lại rất là nhiều những cái hiệu quả. Tốt. Dù sao thì đây cũng là một phương pháp chưa được phổ biến lắm và cũng khá là đắt đỏ, nên là cá nhân tôi thì cho rằng là không phải là ai cũng có thể tiếp cận được. Nhưng cái mức độ cấp thiết, mức độ quan trọng của cái phương pháp này thì bác sĩ đánh giá nó ở mức độ như thế nào ạ? Thật ra những cái phương pháp như này thì nó chỉ rất là cần thiết đối với những gia đình có tiền sử đặc biệt. Ví dụ như trong gia đình đã từng sinh những cái đứa trẻ nó có vấn đề về chậm phát triển tâm thần trí tuệ là một này, hoặc là những gia đình mà có tiền sử là trong gia đình có nhiều người bị mắc bệnh ung thư, thì trong những trường hợp như thế thì rất là nên sàng lọc những cái phương pháp như thế này. Còn đa phần thì chúng ta chỉ cần làm những cái bước cơ bản như lúc đầu tôi đã trình bày thì cũng đã là rất là tốt rồi. Một câu hỏi dành cho chị Mai ạ. Trước khi chúng ta tiến hành thăm khám sức khỏe tiền sinh sản thì chị có chuẩn bị trước các thông tin và có kiêng cữ một cái gì đó không ạ? Lúc nãy thì Mai rất là đồng ý với quan điểm của bác sĩ Hà. Tức là hiện tại là mỗi gia đình, đúng là gia đình mình cũng dự kiến là khoảng 1 đến 2 cháu. Đấy, cho nên là cái giai đoạn mà chuẩn bị cho thai kỳ thì mình và vợ chồng mình cũng rất là cẩn thận. Đấy, và cũng tìm hiểu các thông tin, rồi cũng ví dụ như là về mặt kiêng cữ chẳng hạn. Thì mình đã uống vitamin từ rất là sớm. Đấy, tức là bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể, rồi đi khám, rồi tiêm. Khi mà mình tìm hiểu thì thấy có một cái là những cái mà cần phải tiêm trước khi có thai kỳ thì mình cũng thực hiện tất cả những phần đấy. Đấy, có nghĩa là cũng cơ bản đầy đủ các chất dinh dưỡng và các mũi tiêm cần thiết. Vâng. Vậy như thế liệu đã là đủ chưa ạ? Tại vì bây giờ mẹ anh thấy là có khá là nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội là cái bước chuẩn bị của mình phải cực kỳ phức tạp, rất là nhiều điều. Tôi thấy là chị Mai chuẩn bị khá là tốt cho cái việc mang thai và sinh nở. Thật ra thì đúng là cũng cơ bản là cũng chỉ là như vậy, có nghĩa là bổ sung vitamin và khoáng chất đầy đủ trước khoảng 3 đến 6 tháng, tiêm cái vaccine, đặc biệt là vaccine liên quan đến rubella, vì khi mà chúng ta mắc rubella trong thai kỳ tỷ lệ gây dị tật cho thai nghén rất là cao. Cơ bản thì như thế cũng đã là rất là tốt cho những cái bước sàng lọc về cộng đồng. Thế còn có một cái bước là tiêm vaccine ấy ạ. Chị Mai có nhớ là hồi đó là mình tiêm những cái vaccine ngoài rubella thì là mình tiêm những cái vaccine nào nữa không ạ? Mai nhớ là mấy mũi đấy, có rubella như bác sĩ Hà nói này, rồi vaccine cúm này. Bây giờ đa phần là vaccine cũng là 3 trong 1 hay 6 trong 1, tức là trong một mũi có cả rubella, có cả cúm các thì chúng ta cũng có thể tiêm như vậy luôn. Đa phần vaccine bây giờ cũng rất là hiện đại. Trước khi một người phụ nữ muốn đi khám các vấn đề liên quan đến phụ nữ và sức khỏe sinh sản thì nên khám sau khi sạch kinh khoảng từ 2 đến 3 ngày. Ở cái thời điểm đấy chúng ta sẽ khám được phụ khoa và tế bào âm đạo là tốt nhất. Khi đi thăm khám thì chúng ta nên kiêng giao hợp trước đấy khoảng từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta sẽ khám phụ khoa nó sẽ tốt. Kết quả chính xác cộng với siêu âm tử cung và hai phần phụ nó sẽ chính xác. Còn với những người phụ nữ đặc biệt hơn là họ có thể phát hiện mình mắc những cái bệnh lây qua đường tình dục như là HIV này, giang mai hay là lậu, thì liệu rằng những cái người đó họ có khả năng để có một cái thai kỳ an toàn, khỏe mạnh không ạ? Những người đấy nếu phát hiện sớm và sàng lọc tốt và dùng thuốc tốt thì kể cả những bệnh nhân HIV cũng có thể sinh ra những đứa trẻ rất là khỏe mạnh, với điều kiện là họ đã biết trước mình bị HIV, họ dùng thuốc dự phòng ngay từ đầu thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con sẽ là rất là thấp. Bởi vì đa phần các cái quy trình và những cái phác đồ điều trị liên quan đến HIV và quy trình lây truyền mẹ con bây giờ đã rất là chuẩn. Chỉ cần biết sớm, sàng lọc tốt và trong cái quá trình sinh nở sẽ có một cái quy trình theo dõi đặc biệt
thì những người đấy vẫn có thể sinh ra những đứa trẻ rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Dạ. Còn đặc biệt đối với những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì khi sinh khuyến cáo có lẽ là nên sinh mổ để cho tránh cho cái việc em bé chui qua đường âm đạo của phụ nữ sẽ lây truyền những cái bệnh đấy sang em bé. Như thế thì có lẽ là từ câu hỏi này thì một lần nữa chúng ta sẽ lại thấy cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta thăm khám sức khỏe tiền sinh sản. Nó sẽ có những cái vai trò và phát huy được tất cả những cái điều để chúng ta có thể bảo vệ em bé khi mà em bé chào đời. Quay trở lại về cái câu chuyện về chế độ dinh dưỡng này, các chất dinh dưỡng mà chúng ta có nạp vào cơ thể chuẩn bị cho một cái hành trình mới. Thì với chị Mai, ngoài việc là mình bổ sung canxi, những cái chất như là chị vừa kể, chế độ dinh dưỡng của mình trong thời điểm trước khi mà mình thăm khám thì nó có đặc biệt hơn so với cái khoảng thời gian bình thường không ạ? Khi đó mình cũng thực sự là cũng tìm hiểu thông tin trên mạng. Đấy, nói là mẹ mà chuẩn bị mang thai thì cũng nên ăn nhiều các chất bổ dưỡng. Đấy, rồi ngoài bổ sung canxi thì cũng nên ăn thêm các cái thức ăn mà có bổ sung canxi. Đấy, thì mình cũng thực hiện theo cái chế độ như vậy. Về dinh dưỡng thì cũng ví dụ như là mình tránh ăn đồ gọi là quá ngọt hoặc là đồ quá mỡ. Đấy, thì cũng không biết là như vậy là có đúng không ạ, thưa bác sĩ Hà? Chị cũng đã có một sự chuẩn bị rất là tốt cho thai kỳ. Đa phần thì dinh dưỡng chúng ta cứ ăn đủ tất cả các nhóm chất, khoáng chất, vitamin, đạm, protein. Chúng ta cứ ăn đầy đủ các nhóm chất, không ăn kiêng cữ quá nhiều để cho cơ thể chúng ta thật là khỏe mạnh. Thì đa phần thì thai kỳ của chúng ta sẽ rất là ổn. Nhưng mà cũng không nên bổ sung nhiều quá dẫn đến việc là bị tăng cân bất bình thường trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng rồi. Thì cũng không nên đâu. Đúng rồi. Chúng ta chỉ nên gọi là ăn uống cẩn thận hơn thôi. Có nghĩa là tất cả các cái nhóm chất dinh dưỡng mà được khuyến cáo, chúng ta ăn uống với một tỷ lệ vừa phải đầy đủ, không kiêng khem quá đà, kiêng bia, rượu, thuốc lá, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và cái thai kỳ cũng sẽ rất là ổn định. Có một cái câu chuyện mà mấy anh thấy là cũng có nhiều người bạn của mình chia sẻ, đấy là để chuẩn bị cho một cái hành trình mang thai của mình thì gia đình các bạn là thường bắt các bạn phải tăng cân vì thể trạng là cũng bắt đầu là cũng gầy gò. Nhưng mà việc mà các bạn phải tăng rất là nhiều cân trong một khoảng thời gian thì lại khiến cho cái thai kỳ trở nên ì ạch, mệt mỏi, và nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn khá là nhiều. Thì đấy có lẽ cũng là điều mà nên tránh, đúng không ạ? Tôi nghĩ là không nên để tăng cân quá nhiều, vì tăng cân quá nhiều nó sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Việc đấy cũng hoàn toàn không tốt. Mọi thứ nó đều phải có yếu cân tố bằng. Cân bằng. Mọi thứ là yếu tố cân bằng là tốt nhất. Kể cả yếu tố luyện tập, thì hồi đó chị Mai, chị có những cái bài tập vận động nhẹ nhàng hay là như thế nào không? À, cũng có. Về vận động thì tại vì từ trước khi thai kỳ thì Mai cũng là người mà thích đi tập thể dục, tập phòng gym hoặc là tập nhảy aerobic. Đấy, thì khi mà chuẩn bị thai kỳ thì mình vẫn thực hiện các cái hoạt động như vậy. Chế độ tập luyện lúc đó mình có cần phải chú trọng đến điều gì không ạ? Không, tập thể dục như thông thường như chị Mai đã là ok rồi. Nhưng cứ vận động nhẹ nhàng thôi. Vận động nhẹ nhàng để cho tất cả khớp xương, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Dạ. Thế còn cái vấn đề về tâm lý thì sao? Cái thời điểm khi mà mình chuẩn bị có em bé, mình có bị hồi hộp, lo lắng hoặc là mất ngủ, thao thức gì đó không chị? Thực sự là trước khi mà có em bé thì mình cũng chưa chuẩn bị nhiều về mặt tâm lý. Lúc mà có em bé thì mới sốc, còn lúc trước đấy thì... Còn lúc trước đấy thì mình cũng cảm thấy bình thường, cũng không quá hồi hộp hay là gì. Đấy, thì mình cũng cứ tự nhiên, cũng cứ vui vẻ thì... Mình thấy là khoảng thời gian thai kỳ của mình nó cũng khá là nhẹ nhàng. Khá là ok. Chúng ta thì vẫn nói nhiều về yếu tố sức khỏe của mẹ và bé, nhưng mà thực sự cái câu chuyện về vấn đề tâm lý của phụ nữ giai đoạn trước và sau khi đẻ em bé cũng là một điều mà có lẽ là nhiều người quan tâm. Bởi vì bây giờ mọi người thấy là đầy rẫy ở trên báo chí rồi mạng xã hội là những câu chuyện nào thì trầm cảm sau sinh là những cái điều mà khiến cho những chị em phụ nữ mà chưa có em bé là lo lắng lắm. Thực sự rất lo lắng. Thật sự là định nghĩa về sức khỏe bao giờ cũng là sức khỏe cả về thể chất và sức tinh thần. Cả về tinh thần. Từ xưa đến nay chúng ta đều chỉ để ý đến về sức khỏe về thể chất, nhưng ta đã quên mất cái yếu tố sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Khi mà sức khỏe tinh thần không tốt thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh lý và những cái vấn đề liên quan kèm theo. Vâng. Và người phụ nữ sẽ cần phải quan tâm toàn diện thể chất của mình, tinh thần của mình. Và để tổng kết lại về nội dung liên quan đến việc mà chúng ta khám sức khỏe tiền sinh sản thì bác sĩ có những cái lưu ý như thế nào hay là có bổ sung thêm điều gì nữa để cho các chị em đang xem sẽ ghi lại không ạ? Liên quan đến cái vấn đề sức khỏe tiền sinh sản thì tôi cũng chỉ khuyến cáo tất cả các chị em phụ nữ là nên quan tâm chăm sóc đến cơ thể mình nhiều hơn, có thể quan tâm thăm khám đến vấn đề sức khỏe sinh sản của mình sớm nhất có thể, và đặc biệt chúng ta có một chế độ ăn uống tốt, chăm sóc cơ thể tốt, dinh dưỡng tốt
tập luyện thể chất tốt, luôn vui vẻ, khỏe mạnh, lạc quan thì tất cả các chị em phụ nữ đều sẽ xinh đẹp và sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Những cái điều này tuy là quen thuộc rồi nhưng có lẽ là sẽ luôn luôn cần thiết và quan trọng để chúng ta nhắc đi nhắc lại cho các chị em phụ nữ chuẩn bị một cái tinh thần tốt, một cái thể chất tốt và tất cả mọi điều tốt nhất dành cho thai kỳ của mình. Vậy để mà có thể chia sẻ một cái điều gì đó gọi là truyền năng lượng và động viên mọi người đỡ sự lo âu trước khi bước vào thai kỳ thì chị Mai không biết là sẽ nói gì với quý vị khán giả đấy ạ? Điều Mai muốn nhắn nhủ với cả mọi người đấy là làm mẹ thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và Mai nghĩ rằng tất cả những công đoạn chuẩn bị từ khi mà đi khám thai kỳ rồi là chuẩn bị thai kỳ thì sẽ đều được trả ơn rất là xứng đáng khi mà mình nhìn thấy đứa con của mình. Chúc tất cả các chị em sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh và trở thành những bà mẹ tuyệt vời. Như rất là nhiều người nói đấy là một hành trình kỳ diệu. Và qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mai thì phần nào quý vị khán giả sẽ cảm nhận được cái tinh thần và cái năng lượng như vậy. Xóa đi mọi âu lo về những cái bước chuẩn bị có thể là nó sẽ hơi cồng kềnh và mệt mỏi một chút, nhưng mà kết quả thì sẽ vô cùng xứng đáng. Cảm ơn chị Mai và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, và nếu như quý vị còn nhớ, trong chương trình của chúng ta luôn luôn có một phần đặc biệt để quý vị khán giả có thể tương tác trực tiếp với bác sĩ của chương trình. Và như thường lệ trong chương trình ngày hôm nay ạ, xin mời bác sĩ có thể trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đã có được từ email hoặc là ở trên fanpage. Khán giả có địa chỉ email huyenthanh@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Năm nay em 27 tuổi, sang năm em có kế hoạch sinh con, nhưng vừa phát hiện bản thân bị viêm gan B. Vậy em nên làm thế nào để có thể sinh con khỏe mạnh ạ? Bản thân những bệnh nhân bị mắc viêm gan B thì em phải đi khám gan chuyên khoa gan mật, xét nghiệm chuyên sâu hơn, nhất là định lượng tải lượng virus trong máu, hay là xem trong cơ thể của em đã có cái kháng thể chưa. Từ đấy thì sẽ có cái liệu trình điều trị cho em. Nếu điều trị tốt em vẫn mang thai và sinh con khỏe mạnh bình thường và em bé không hề bị lây truyền sang từ mẹ sang con về viêm gan. Khán giả có địa chỉ Facebook Thu Vân hỏi: em được biết phụ nữ sau khi mang thai cần bổ sung sắt và canxi để có thai kỳ khỏe mạnh. Vậy trước mang thai em có cần bổ sung hai chất đó hay không ạ? Trước khi mang thai cũng đã có khuyến cáo là sắt và acid folic các bạn nên bổ sung trước 3 tháng. Vì việc này sẽ giúp hạn chế những nguy cơ, giúp hạn chế cái việc hình thành những cái dị tật bẩm sinh liên quan đến cuộc sống của em bé. Có lẽ là với những câu trả lời vừa rồi của bác sĩ thì quý vị khán giả cũng đã phần nào cảm thấy bớt hoang mang với những cái vấn đề của chính bản thân mình. Và kính thưa quý vị khán giả, qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng có thể cung cấp cho quý vị về các kiến thức liên quan đến tầm quan trọng của thăm khám sức khỏe tiền thai kỳ, cũng như là những lưu ý để chị em phụ nữ có thể chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho một hành trình thai kỳ đầy kỳ diệu. Và đến đây thì thời lượng của chương trình có lẽ cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm, sự có mặt cũng như là chia sẻ rất nhiều những thông tin của hai vị khách mời. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.